Năm 2018, một sự cố mất an toàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy phốt pho vàng của công ty cổ phần Nam Tiến ở khu công nghiệp Tăng Lỏng, huyện Bảo Thắng. Sự cố đã được khắc phục kịp thời và đây cũng là bài học kinh nghiệm cho cả chủ sử dụng lao động và người lao động ở các cơ sở sản xuất công nghiệp trong quá trình vận hành thiết bị, máy móc. Đây là hình ảnh chúng tôi mới ghi tại nhà máy sản xuất phốt pho vàng Nam Tiến ở khu công nghiệp Tăng Lỏng, huyện Bảo Thắng. Được đầu tư xây dựng từ năm 2014 và chính thức đi vào sản xuất từ tháng 9 năm 2016. Ngay khi mới bắt tay vào sản xuất, điều đầu tiên mà nhà máy đặc biệt quan tâm đó là công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất. Từ các cái trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động, rồi huấn luyện an toàn lao động, rồi các bộ phận được liên quan hóa chất được huấn luyện an toàn hóa chất theo định kỳ hàng năm và được diễn tập phòng cháy chữa cháy hàng năm theo định kỳ, theo quy định. Hơn 900 triệu đồng, một con số không hề nhỏ mà nhà máy phốt pho vàng Nam Tiến đã dành ra trong năm 2018 để thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động phòng chống cháy nổ. Nhiều hạng mục đã được đầu tư như trang thiết bị bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc. Vậy nhưng chỉ một sự lơ là, sơ suất không chấp hành đầy đủ quy trình an toàn khi sản xuất của người lao động đã gây ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhà máy này trong năm 2018. Như năm 2018, chúng tôi cũng xảy ra một cái vụ tai nạn rất là đáng tiếc. Thì theo kết luận điều tra của cơ quan công an, rồi Viện Kiểm sát, Sở Lao động, thì nguyên nhân đó là nguyên nhân chủ quan do người lao động. Nhưng đấy là cũng là một cái bài học, cũng là trách nhiệm của người quản lý trực tiếp ở nhà máy là tôi, là phó tổng đốc công ty và cũng là giám đốc nhà máy. Thì với bản thân tôi thì cũng rút kinh nghiệm và cũng phải sát sao hơn nữa trong công tác để tuyệt đối không để xảy ra bất cứ những cái mất an toàn lao động ở nhà máy cũng như của công ty. Mặc dù cơ quan điều tra đã kết luận nguyên nhân tai nạn hoàn toàn do ý thức chủ quan của người lao động, ban lãnh đạo nhà máy cũng đã cầu thị nhận trách nhiệm chưa thực sự sát sao trong công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện quy trình an toàn khi sản xuất đối với người lao động. Song đây thực sự là bài học kinh nghiệm, không chỉ với chủ sử dụng lao động mà bản thân người lao động cũng phải nghiêm khắc nhìn nhận, phải tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật để phòng ngừa được những sự cố tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chúng tôi vào đây làm việc thì là được công ty đào tạo và huấn luyện tất cả về những cái an toàn lao động và vệ sinh lao động, rồi thì tất cả các mọi thứ về được học hỏi đầy đủ và quy trình vận hành của những công việc từng bộ phận. Trang thiết bị như chúng tôi, bộ phận chúng tôi thì là ủng, giày, mũ, găng tay, quần áo, trang bị đầy đủ. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh khá đa dạng, nhiều ngành nghề, lĩnh vực và luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn khác nhau. Chính bởi vậy mà trong quá trình sản xuất, các cơ sở công nghiệp trên địa bàn cần chủ động và sâu sát hơn trong giám sát quy trình sản xuất an toàn. Về phía người lao động, cũng cần nêu cao ý thức tự giác, chủ động áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, vừa an toàn cho mình, đồng thời tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.